Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị một cái máy hút đệm hoặc là hút sofa vải nhé. Thực ra thì trong cái đệm một cái ga mình nằm ấy, dù là mình có vệ sinh thường xuyên, có thay thường xuyên nhưng mà nó vẫn có những cái, một là cái bụi vải, hai là cái đất cát, nhiều khi mình bước từ chân lên giường ấy, mình nằm thì nó sẽ nhiều khi nó có rất là nhiều vi khuẩn ấy. Thì đây là một cái sản phẩm sinh ra để giúp cho cái đệm và cái sofa của nhà chúng ta sạch sẽ hơn. Thì con này nó là máy hút đệm Hoover nhé. Con này là gần như là cái sản phẩm bán best seller ở trên thị trường, nếu mà các dòng mà hút đệm mà về hàng Đức. Con này thì được nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Công suất con này rất là cao nhé, 500W. Công suất 500W này, hãng Hoover này. À, điện là điện của Đức, là sử dụng điện 220 nhé, đến 240 này. Con này thì nó có cái dây này, cái dây nó rất là dài nhé, cái dây của nó là được 5m, nên là mọi người có thể vệ sinh ga cũng thoải mái nhé, không sợ mà dây nó ngắn. Đây, dây nó rất là dài luôn. Con này thì nó có hơn các máy hút đệm ở trên thị trường là em thấy này. À, đây đây, nó có cái chổi này. Cái chổi này rất hay, cái chổi này là quét. Đây, bấm trong đó, cái lực gió cực kỳ mạnh luôn. Một con này là một trong những con là best seller trên thị trường. Đây, nó có chế độ là chỉ có hút không, không có cho cái chổi. Và con này có cái hay là có cái TUV đây. Đây, mọi người đặt xuống thì nó mới xuất hiện cái TUV này. Vì là cái TUV này nó có hại sức khỏe, nên là mình đặt xuống thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Đó, con này lực cực kỳ khỏe luôn. Giá con này nó cũng loanh quanh tầm gần 3 triệu. Đây, cái hộp bụi này. Hộp bụi này nó rơi khoảng độ 500ml này. Đầu vào này, đây nó có lọc bụi mịn này, lọc các bụi thô ở đây này, lọc bụi thô ở đây. Đây, cái này là lọc bụi thô này, bụi vải này. Còn đây là lọc bụi mịn này. Cái này là lọc bụi mịn nhé. Đó, cái này thì có thể mua thay thế được nhé mọi người nhé. Nhưng mà cái này thì nó có thể rửa được nước ấy, nên là độ bền rất là cao. Con Hoover này thực sự là một trong những con bán cực kỳ chạy luôn. Vì một là nó khỏe, hai là hàng nó nhập trực tiếp từ châu Âu về, nên là chất lượng nó rất là tốt. Ba là nó có cả cái chổi này làm sạch cực kỳ thích nhá. Bốn là nó có tia khử khuẩn, khử vi khuẩn này, UV này. Đó, đây nó có, đây là nút on off. Đây là nút chọn chế độ. Đây là chỉ có hút không này. Đây là vừa hút vừa chổi quay này. Đây là UV. UV thì mình phải đặt xuống. Mình phải đặt xuống như này thì nó mới xuất hiện luôn. Mình đặt xuống như này đấy thì nó mới xuất hiện UV. Con này thì bên em đang bảo hành 12 tháng. Free ship nội thành Hà Nội, ship xe đến toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tận nhà nhé. Tất cả những cái sản phẩm điện tử bên em ra đều có cái tem bảo hành đi dán ở trên thân máy để xác định đâu là sản phẩm của bên em. Và bên em thì chỉ cần khách đọc số điện thoại, đúng có tem đọc số điện thoại là bên em sẽ biết mình mua sản phẩm vào ngày nào, lúc nào. Là dùng bên em sẽ căn cứ vào giờ đấy để bảo hành. Còn nếu mà sau bảo hành mà nó có vấn đề thì bên em hỗ trợ sửa chữa trọn đời, mình tính phí nhé. Cái sản phẩm này thì hiện tại là đang có sẵn tại cửa hàng bên em nhé, ở địa chỉ kiosk 8VB5 bán đảo Linh Đàm. Ai mà muốn tư vấn thì inbox Zalo cho em 0985608831. Mọi người hãy like và subscribe kênh YouTube của nhà bếp 89 để nhận những cái video mới nhất về sản phẩm. Em xin chân thành cảm ơn.